Có những người đi học thì học mãi, thầy giáo dạy 10 chữ thì chỉ vào được 3 chữ thôi, thì thường chúng ta gọi là không thông minh. Có những người học 10 chữ thì thậm chí còn suy đoán ra thành 12 chữ cơ, người ta gọi là cực kỳ thông minh. Nhưng cái trường hợp học được cái đó, tức là người ta gọi là có kiến thức, thì gọi là thông minh, thì học kiến thức rất là nhanh. Và trong đạo Phật người ta gọi là văn tuệ, tức là có cái khả năng là hiểu nhanh, thuộc bài nhanh, nắm bắt bài nhanh, hay là có nhiều kiến thức, gọi là văn tuệ. Cái nhóm thứ hai gọi là nhóm trí tuệ, là khi bạn có kiến thức rồi, xong bạn biết ứng dụng vào trong đời thường. Mặc dù bạn, thầy giáo dạy 10, bạn nhớ 5, nhưng bạn ứng dụng được cả 5, thì người ta gọi là có trí tuệ sử dụng. Còn có những bạn học 10 nhưng chẳng ứng dụng được tí nào, thì người ta gọi là gì ạ? Chỉ văn tuệ thôi. Cũng giống như bạn học thạc sĩ về quản trị kinh doanh, nhưng bạn chẳng biết mẹ gì về kinh doanh khi ứng dụng vào đời sống cả, thì như vậy bạn chỉ có văn tuệ. Nhưng cũng có những người họ chỉ học hết trung cấp thôi, nhưng họ ra đời họ học được đến đâu, họ ứng dụng đến đấy và mang lại thành tựu, thì người đấy gọi là người có trí tuệ. Như vậy, thông minh học giỏi không có nghĩa là có trí tuệ. Người học không thông minh không có nghĩa là người ấy dốt. Cho nên bạn mới thấy rằng là kẻ học dốt chưa chắc đã không thành công, mà kẻ học giỏi thì chưa chắc đã thành công. Nó còn phụ thuộc vào cái khả năng trí tuệ để sử dụng kiến thức, ứng dụng vào đời sống. Vậy cho nên quay trở lại, bạn không thông minh thì liệu bạn có làm được kinh doanh không? Tôi trả lời, thừa sức để làm nếu bạn có trí tuệ. Vì trí tuệ nó với là đẳng cấp hơn thông minh rất là nhiều. Bởi vì thông minh chỉ làm cho người ta học nhanh thôi, nhưng trí tuệ sẽ làm cho người ta ứng dụng nhanh. Cho nên những người không thông minh đi làm kinh doanh có khi lại ngon, vì bạn sẽ học nóm được của người khác và bạn ứng dụng vào đời sống một cách rất là nhanh, cho nên có khi bạn lại thành công. Vì vậy tôi, bạn cũng tự tin lên, hãy bắt tay vào làm, hãy ứng dụng những cái thứ mà mình quan sát, học tập được từ người khác và ứng dụng vào đời sống. Hãy dũng cảm lên và tôi tin bạn sẽ thành công, cứ làm đi. Và nếu không thành công thì ít nhất là mình cũng biết được rằng là mình không phù hợp và mình chọn cái khác. Nhưng để thành công, yếu tố rất quan trọng đó là kiên trì. Bạn phải theo sát cái nghề, phải 1-2 năm thì chúng ta mới kết luận là liệu chúng ta có làm được hay không. Trường đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện sứ mệnh kiến tạo chủ doanh nghiệp tương lai theo mô hình quân đội, nơi sinh viên được đào tạo để phát triển toàn diện 3 yếu tố: thân, tâm, tuệ. Rèn thân kỷ luật, rèn tâm yêu thương, rèn tuệ khai phóng. Nơi giúp sinh viên học kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia CEO hàng đầu tại Việt Nam. Nơi cam kết giúp 100% sinh viên tìm việc làm từ năm thứ hai. Nơi kiến tạo một thế hệ có tư duy và khát vọng làm chủ, có hoài bão được cống hiến, có năng lực dẫn dắt tương lai. Tất cả có tại Trường Doanh nhân CEO Việt Nam. Với 4 ngành đào tạo: ngành quản trị kinh doanh Business Board, đào tạo sinh viên trở thành chủ doanh nghiệp Startup thành công. Ngành quản trị kinh doanh Business One, đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kinh doanh trong mọi mô hình. Ngành quản trị nhân sự, đào tạo sinh viên trở thành giám đốc nhân sự, hướng đến làm chủ doanh nghiệp cung ứng nhân sự. Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist, đào tạo sinh viên trở thành chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau 5 năm đào tạo, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam tự hào là môi trường trung thực, chuyên nghiệp và lý tưởng, đã kiến tạo nên hàng nghìn chủ doanh nghiệp tương lai, góp phần tạo đột phá cho chất lượng giáo dục Việt Nam. Đến với Trường Doanh nhân CEO Việt Nam, người trẻ sẽ được học và làm việc với người thành công, được rèn luyện theo mô hình quân đội để rèn luyện kỷ luật tốt, học được chiến lược kinh doanh để đọc vị thị trường và tìm kiếm cơ hội, học được cách huy động vốn để khởi nghiệp. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy trở thành thế hệ tinh hoa tiếp theo của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam. Hãy đứng lên để định hình tương lai, nắm giữ vận mệnh và làm chủ cuộc đời ngay bây giờ.